ở đây đẹp quá các con ơi, y như một khu vườn cổ tích vậy đó. Mẹ ơi, mẹ tin ở đây có khỉ không? Con khỉ gì ở đây con? Ở đây là khu vườn cổ tích mà. Con nói thiệt mà, con thấy con khỉ mà. Mẹ với em đi theo con dẫn mẹ với em coi nè. Đó, mẹ thấy chưa? Con đọc được chữ khỉ đọc ở trên đó đó mẹ. Thật bất ngờ, đây là lần đầu tiên mình thấy một chú khỉ đột được ghép từ phế liệu của xe máy hoàn toàn luôn nha các bạn. Chú khỉ đột này được ghép từ rất là nhiều những phụ tùng xe khác nhau nghe, nhưng lại kết hợp thành một khối rất là chắc chắn luôn. Chúng ta có thể leo lên lưng được nha các bạn. Đây quả là một kiệt tác nha. Các bạn ơi, có bạn nào đã từng thấy một mô hình từ phế liệu xe máy như thế này chưa? Các bạn có thể comment ở dưới cho mình biết chứ nghe. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like và nút đăng ký để theo dõi những video mới của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em ơi nhìn kìa. Mẹ ơi, con lại cái nhà đỏ bên kia chơi nghe mẹ. Được rồi, đi từ từ thôi nghe con. Nhiều đồ trang trí đẹp quá em ơi. Em ơi nhìn chị nè, có đẹp không? Mẹ ơi, nhìn em đi dù nè. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Ở đâu ra mà hai cô công chúa xinh vậy ta? Mẹ ơi, mẹ cũng vô chơi với tụi con đi mẹ. Để mẹ vô, mai mẹ con mình làm bộ album màu đỏ luôn nha các con. Thôi bây giờ mình để lại đi con, mình đi chỗ khác chơi nghe. Mẹ ơi, cho con ôm cây đàn theo đi mẹ, con thích lắm. Cây đàn này người ta chỉ để cho mình tham quan và chụp ảnh với nó thôi. Con lấy đi rồi người sau lấy gì họ chụp. Con mà lấy đi là bị bảo vệ bắt liền đó. Để lại đi con. Dạ, để con để lại. Các bạn nhớ nghe, mình tham quan chụp ảnh xong mình để đồ trang trí lại chỗ cũ nha các bạn. Tạm biệt các bạn. Sao em ngồi đó hoài vậy? Em không có gì đạp tay, em buồn. Chị nhớ ra rồi, chị còn một chiếc xe đẹp nhỏ. Hồi nhỏ chị chạy, để chị về hỏi mẹ chị cho em nha. Em đợi tí nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mẹ ơi, mẹ cho con chiếc xe đạp cũ của mình nha mẹ. Con sẽ tặng cho em cái bên. Chơi gì mà tới vụ cúc áo không vậy con? Cái xe đó nó cũ rồi. Mẹ sợ cho em, không biết nó chạy được không nữa. Con coi nếu còn chạy được, con cho em đi. Yeah, vậy là con có bạn đạp xe rồi. Cảm ơn mẹ. Nè, con lấy cho em chơi đi con. Em trèo lên chạy thử coi được không? Dạ được, em cảm ơn chị. Hai chị em chạy xe trong lề thôi nghe, đừng có chạy xuống lộ nguy hiểm nha các con. Ba mẹ về rồi. Ừ mẹ, ba có mua cho mẹ 4 con cua kìa mẹ. Bữa cua ngon lắm mẹ, bự lắm. Bữa hổm ba mua cho mẹ 4 con cua Cà Mau bánh mì rồi. Mẹ ăn một lần mẹ sợ rồi, mẹ không ăn nữa đâu. Hai đứa con ăn hết luôn đi, khỏi chừa mẹ nữa. Yeah, vậy là hai chị em con ăn mình lên luôn. Yeah, yeah. Mẹ ơi, mẹ không ăn thì mẹ tách cho tụi con ăn đi mẹ. Nếu mẹ không ăn thì mẹ dữ dội cho mẹ. Bữa nay ba con mua cua thiệt luôn á hả? Sao mà xui dữ vậy trời? Không lẽ mẹ nói mẹ không ăn rồi giờ mẹ không giữ lời? Thôi đưa đây mẹ tách cua cho hai chị em ăn. Mẹ hứa mẹ không ăn thì mẹ sẽ tách hai chị em ăn nha. Mẹ ơi, tụi con nói chơi vậy thôi chứ ba mua cho ba mẹ con mình cùng ăn chung nha mẹ. Wow, cua ngon quá các con ơi. Đúng là cua Cà Mau có khác nha.